Dình chấn thương, Christopher Nkunku lỡ hẹn với World Cup 2022. Đội tuyển Pháp xác nhận tiền đạo Christopher Nkunku không thể tham dự World Cup 2022 do gặp chấn thương đáng tiếc trong buổi tập cuối cùng tại Clairefontaine. Đội tuyển Pháp đã phải chịu tổn thất lực lượng trước khi World Cup 2022 diễn ra 4 ngày do tiền đạo Christopher Nkunku gặp chấn thương trong buổi tập mới nhất. Theo RMC Sport, Christopher Nkunku đã gặp chấn thương đáng tiếc trong buổi tập cuối cùng tại Clairefontaine, trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia Pháp, hôm ngày 15 tháng 11. Cầu thủ của câu lạc bộ RB Leipzig đã bị đau ở chân trái sau pha va chạm với Eduardo Camavinga. Anh buộc phải tập tễnh rời sân tập. Đội tuyển Pháp cũng đã xác nhận Nkunku không thể tham dự World Cup 2022. Đội tuyển Pháp thông báo, do gặp chấn thương trong buổi tập, Nkunku buộc phải từ bỏ việc tham dự World Cup. Toàn bộ đội tuyển xin chia buồn với Nkunku và mong chúc anh mau chóng bình phục chấn thương. Thiếu vắng Nkunku sẽ là một tổn thất lớn dành cho đội tuyển Pháp trên mặt trận tấn công. Tiền đạo của câu lạc bộ Leipzig đang có phong độ tuyệt vời cho đến thời điểm này của mùa giải. Anh đã ghi 12 bàn cùng 22 pha kiến tạo chỉ sau 15 trận tại giải Bundesliga. Nkunku đang đứng đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga. Bên cạnh đó, Nkunku cũng là nhân tố quan trọng giúp Leipzig vượt qua vòng bảng Champions League. Nkunku chính thức ra mắt đội tuyển Pháp vào tháng 3 năm 2022. Sau 8 trận khoác áo đội tuyển, Nkunku vẫn chưa có bàn thắng nào. Ngoài Nkunku, huấn luyện viên Deschamps mang tới Qatar những tiền đạo khác gồm Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Karim Benzema, Kingsley Coman, Kylian Mbappé và Antoine Griezmann. Đội tuyển Pháp là đương kim vô địch World Cup. Hành trình bảo vệ ngôi vương của họ đang gặp nhiều thử thách. Ngoài Nkunku, đội tuyển Pháp cũng không thể triệu tập Paul Pogba và N'Golo Kanté vì chấn thương. Bên cạnh đó, trung vệ Raphaël Varane cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Đội tuyển Pháp nằm tại bảng D World Cup 2022 cùng Đan Mạch, Australia và Tunisia. Họ sẽ đá trận đầu tiên với đội tuyển Australia vào ngày 22 tháng 11. Tại World Cup 2022, đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên số 3 cho chức vô địch. Xếp trên họ lần lượt là Brazil và Argentina. Do đội tuyển Argentina nằm tại bảng C nên đội tuyển Pháp có khả năng gặp đại diện Nam Mỹ ngay từ vòng 16 đội.